Rồi xin chào mấy anh em ha. Thì sẵn em bữa nay đóng đồ rồi sẵn em quay cái cua gáy cho anh em tham khảo nha anh em. Thì một chút nữa em đóng cái cặp cua này nè. Thì cặp cua này gửi về Kiên Giang nha nè. Thì quay cho anh em tham khảo ha. Đây nha anh em. Cặp này cũng khoảng 4-5 tháng thì gửi về Kiên Giang. Thì cặp này hiện tại thì bên em đang bán giá 1,5 triệu nha nè. Và anh em có nhu cầu mua cua gáy thì alo em ha. Bên em là cua Malai nha nè. Rồi ha. Cái con cua rồi. Thì sẵn đóng mấy cái lồng trần á. Lồng trần giao cho khách kìa, quay cho anh em tham khảo luôn nha nè. Thì đây lồng á thì bên em đóng thùng nha nè. Thì đóng vô thùng ha. Ba cái lồng. Thì cái lồng trần á thì bên em bán nhiều lắm nha nè. Lồng trần này ha. Lồng này thì nó chắc chắn lắm. Trắng lắm nha nè. Thì lồng này thì cái dành này là bằng inox ha. Là nhà làm inox. Nó cũng nhôm nha nè. Thì cái lồng thì em tặng cho anh em là 4 cống và một cái đế nha nè. Cũng dây chích chân. Thì này nè ha. Mình gửi khách nha nè. Chân cô gái Việt nha nè. 4 cống. 4 cống. 4 cống với một cái đế vừa đứng. Cái mần không phần. Tại vì là đủ một bộ đó nha nè. Nè. Thì có bịch giấy rồi hết trơn nha nè. Nốt nè. 14 cống rồi nè. Một cặp cần. Anh em có nhu cầu mua lồng trần alo em nghe nè. Số điện thoại em để trên đôi đề á. Anh em điện số đó hoặc là nhắn tin Zalo nghe nè. Thì ngoài ra mình có thể qua bên hàng Shopee mua được Bila, Yara, TikTok. Thì mấy cái lồng trần này em bán nhiều nghe nè. Em giao hàng toàn quốc ha. Thì số điện thoại thì em để trên tiêu đề á, anh em điện số đó hoặc là nhắn tin Zalo nghe nè. Thì mấy cái cây á nè là bên em đều có sơn W bóng gọi chân nghe nè. Thì cái lồng trần hiện tại thì em đang bán giá là 400 ha, 400 bao phí nha anh em, đầy đủ phụ kiện hết. Về thì anh em mình lấy vô là nuôi thôi nghe nè. Đầy đủ hết trơn về anh em mình nuôi ha. Ở đây thì cái lồng trần thì em cũng làm nhiều cái clip mà em giới thiệu mà để mình hướng dẫn cho anh em cách gáp rồi đó nè. Thì dưới này thì nó có hai con ngóc hai đầu nè. Trong này thì em có gửi đầy đủ hết mâm hướng phân ha, mâm đẹp lắm nha nè, mâm đẹp lắm, lồng nặng lắm nha nè. Có một lồng này chưa mấy ký nha nè. Thì cái này tặng cho anh em cái chân ha, chân người gái Việt nha nè. Cái đầu dây nó mềm lắm. Thì anh em về á mình cái này thì em tặng cho anh em là một cái ghế nha anh em. Rồi anh em có nhu cầu nữa thì anh em mua thêm một cái mượn nha. Bắt hai bên đó nè, đứng. Thì anh em về bắt cái cho nó xa ra ngoài này nè anh em. Anh em bắt cho nó xa ra. Đừng có bắt sát quá, quá khi đứng cái này đi phần xuống gớt này nè. Màu giờ đó. Còn cái thằng nước á với thức ăn á thì anh em để nước một đầu thôi. Để nước riêng một nước một đầu, anh em đừng để nước đây thức ăn đây ha. Khi nó nhỏ nó mổ này nhảm này màu giờ nước đó. Thì thường thì mình khoảng từng 5 ngày tuần lễ thì mình thay nước với thay thức ăn một lần. Còn mà anh em mà để cái gì là mau lắm, bữa hai bữa là nó mổ ra mau dơ lắm nghe nè. Hai cái lồng trần ha, để cho khách quay cho anh em nghe nè. Thì anh em có nhu cầu alo em nghe nè, số điện thoại em để trên chủ đề đó. Hoặc là mình có thể qua bên thằng Shopee, Lazada, TikTok thì mua cũng được nghe nè, anh em gõ bên trang của em. Còn ngoài ra anh em có mua cua gáy thì alo em ha. Bên em bán cua Malai nghe nè, cua bự con lắm. Cua mồi đầy đủ hết trơn nghe nè. Có bán chim con nữa ha. Chim con thì bán nhiều lắm nghe nè. Bán nhiều lắm. Bán cặp đó nè. Thì con như mà anh em mua về làm mồi á thì con khoảng 1 năm mấy. Năm mấy thì em đang bán giá là 1,2 triệu một con nha. Còn anh em mua con mái thì 1 triệu. Còn anh em mua cặp á thì cặp khoảng 5-6 tháng hay 4-5 tháng gì đó thì một cặp gì đó là 1,5 triệu nha nè.
bán đầy đủ nha ha. Thì bên em bán thức ăn khoáng, ngũ cốc hoặc là lồng nuôi. Lồng nuôi thì có nhiều mẫu lắm, nhiều mẫu lắm nha nè. Đây mấy con nè, đây cũng mới bắt mới. Đây có nhậu con này, alo em ha nè. Chút gỡ cặp này đi, Kiên Giang, giá Kiên Giang. Có gà gừng luôn nghe nè. Anh em có nhu cầu mua gà gừng alo em ha, em có bán gà gừng luôn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau nghe nè.